Hôm nay trò chơi đá bóng của Cải là người bắt gôn. Cải, tập trung. Cất son vào. Đây, cầu thủ Vĩnh Doanh. Rồi, bắt đi. Cái, nào. Bắt. Vào bắt gôn nữa đây. Từ từ, tiếp tục. 2-0. Rồi, xuống đi. Rồi, bắt này cái, bắt đấy. Xuống đi, cái bắt đấy. Ok, xuống đi. Tốt. Bắt tốt đấy. Chéo đi, chéo góc đi. Lại đi. Tôi chéo đi. Bắt đấy.